Chuyện đi làm chị. Đây nhà cổ. Puppy. Quân đi đã. Bắt đầu mua. Ý là đóng cho kênh tê đó. Ờ, à, cũng được. Không ăn mấy vậy nhỉ? Đấy, qua vào nhà ấy, đừng qua vào nhà. Chỗ đây là một cái chòi ở ngoài vườn á. Puppy. Puppy. Ăn đi con. Puppy. Thank you.
Puppy. Puppy, ở đây con. Puppy. Puppy. Đi. Chưa gọi thôi, ở nhà chả làm gì quậy. Anh đang bán đây. 300.000 đây. 200 còn mua được. Nhảy. 300 người bán. Con điện bắt là chó nhà nó to rồi.